người ta làm mất gỗ này để là mình đi hả? Làm con đường gỗ gỗ để mình đi á, đã không? Nó đẹp, đẹp. Cái thông à, con có con gì? Con trâu vàng hay con gì vàng vậy ta? Khổng lồ luôn. Cắt cắt ăn 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 đã luôn. Dòng nước chảy ha, có chiếc ghe người ta trồng trồng bông trên chiếc ghe nè mọi người. Trồng 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 bông trên chiếc xuồng, xuồng ba lá nè mọi người thấy không? Rồi mọi người nghe đó đi. Chụp hình cho mọi một phát. Chau chau chau. Rồi. Hoa tigon nè mọi người ơi. Hoa tigon màu hồng nè. Đẹp ha. Mọi đã mất tiêu rồi. Dưa hấu quá trời kìa. Mọi thèm dưa hấu quá mọi ơi. Bỏ ra coi là gì. Bỏ hộp tấm giống mà ta. Mọi ơi mẹ thèm dưa hấu nè. Quá trời dưa hấu à. Đã chưa? Ăn đi, ăn đi, còn ăn đi. Ăn ăn ăn. Quả dưa hấu này ăn cái tối luôn quá mẹ ơi. Ăn tối luôn quá ha. Tối sáng sáng tối luôn hay rồi đi hoa đào kìa, hoa đào hoa lan gì đâu á. Mẹ bị trượt nè. Rồi điện ông già Noel làm gì? Ý dòm con. Bỏ con chim lên xe con. Bây giờ con sẽ chạy xe luôn. Vinh vinh vinh. Vinh 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 rồi mùi. Bây giờ con sẽ chạy chuyện cho người. Cho người làm gì? Chạy chạy. Lại cổng hoa đi, lại cổng hoa kìa. Cổng hoa kìa công chúa. Mọi gọi điện cho ai? Gọi điện cho người bán đồ để con gọi điện thoại để họ tới để họ cho con ăn đồ ăn. Vậy hả? Rồi gọi đi, con muốn gì con gọi đi, người ta tới người ta giao hàng cho để con vậy. Cái bông. Sợ cái bông. Rồi bấm số đi. 3 4 5 6 7 8 9 6 6 đâu? 6 8 9 1 rồi ai đi. Vô nghe má bán hàng cho mình. Em muốn ăn cái gì? Muốn ăn hết luôn. Vậy mình lấy một bịch snack cho bạn được không? Được. Bạn đang ở đâu? Ở vườn hoa. Bạn ở ngay chỗ mấy cái cổng hoa phải không? Vườn hoa hồng phải không? Phải. Rồi 5 phút nữa hàng giao tới nha. Màu, màu đỏ với màu màu hồng. Ok, mình tới liền. Viết mấy cái bóp chèn. Rồi mình tới liền. Bạn chạy cúp... nhau, chờ cho thắp sáng luôn. Thôi mình cúp máy mình giao hàng nha. Mẹ ơi, chỗ này là chỗ cúp hay là chỗ tắt gỡ? Chỗ tắt đây nè, chữ N đây nè, bấm vô N. N đấy hả? Đúng rồi, con tắt đây. Rồi chừng nào người ta giao hàng tới? 1 phút. 1 phút hả? Coi có cất điện thoại đi, cất điện thoại đi rồi người ta giao hàng tới. Người ta giao hàng tới rồi. Đó, xe chạy tới dành giao hàng cho muội nè. Thấy không? Đó, muội cất điện thoại đi, cất điện thoại đi rồi người ta tới ta giao hàng cho con nha. Đó, xe tới. Đó. Wow, bánh tới kìa mọi ơi. Wow. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Rồi ăn đi mọi ơi, vô đây mình ăn đi. Wow, chú giao nhưng hàng tới cho con. Nhưng mà mẹ ơi, chủ nhân con bị chưng quá thế. Con ngồi trong ngóc này luôn. Con ngồi trong ngóc đó là con ăn luôn á hả? Rồi ấm ôm bằng cánh cục ăn luôn nha. Các bạn ơi, bạn muội đi chơi. Đó, có bỏ hồng ghét.
có thùng ghét ngay trước mặt luôn. Bạn này là bạn gì bông muội? Ờ, bạn mới thấy giống cá heo mà. Cá heo, cho tôi xin rác nha. Bỏ rác vô bạn ấy nha. Rồi, rồi bỏ cái bóp vô luôn. Bậy, bậy hết sức nha. Rồi, xong phim. Rồi, mình vừa đi vừa ăn một. Để mẹ ôm cánh cục cho. Không phải heo. Rồi, mẹ cầm bánh vào. Rồi, bạn mụi vừa đi chơi vừa ăn luôn rồi bạn mụi. Trời ơi, chim cánh cục đói bụng quá. Ôi trời, bạn cá heo ăn là con bỏ hồng ghét luôn á, con ăn đi. Rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi, đi vô. Ở đây là khu cá. Khu cá hả? Khu ta nuôi cá hả? Con mỏi chân thì con ngồi đó con ăn đi được không? Rồi ngồi xuống. Wow. Rồi ngồi đó ăn luôn nha. Đã chưa? Ngồi đó ăn xong rồi đi nha. Ôi có cây khế đẹp ghê nữa. Có trái không ta? Trái còn non. Trái chưa có chín. Trái. Thằng bông mới có trái rụa. À. Trái kia, trái nó nhỏ kìa. Ừ, trái nhỏ nhỏ không à. Trái nhỏ nhỏ bé bé không à. Trái xí muội. Trái xí muội. À. Ừ. Cho con ăn. Qua wow, đây nè, ơi. Rồi con cầm con ăn luôn rồi. Ăn đi nhỏ. Ăn đi nhỏ. Rồi bye bye các bạn đi. Mỗi lần đi siêu thị là bạn muội lại thích vào cái quầy gấu nhồi bông nè. Muội thích con bông lắm. Cái trái gì vậy con? Giống trái cà chua. Trái cà chua đúng không? Trái cà chua. À, giống rau chút bi. Trái cà chua. À, đi tiếp tục. Wow, con cừu nè, trên này có một bộ trắng. Wow, chó sói á, anh này giống chó sói à. Wow, wow, wow. Đây là bạn chó màu hồng. Chó màu xanh là anh Hai Mão. Chó màu hồng là xí muội, đúng không? Đây là xí muội với mẹ. Vậy hả? Xí muội với mẹ hả? Thôi, đi thôi. Let's go. Bạn bội cái gì vậy ta? Cái đồ chú bích chì nè, đó đó. Mua cho bạn bội một cái đồ chú bút chì. Cái gì á bạn bội? Cái này là cái bao mà bao đựng rác nè. Bạn mũi thích mua cái bộ khuôn làm kem ốc quế. Cái túi đựng rác đó con. Túi đựng rác. Mình đi qua đồ chỗ bạn mũi. Chỗ đồ chơi kìa con. Qua kiếm cho anh Hai món đồ chơi coi. Anh Hai chưa có quà.
mọi lờ lờ với búp bê. Mỗi sao nó không thích búp bê nha, lờ 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 lờ. À, nói thế rồi mới lấy một bộ. Đâu mẹ xem, mẹ xem. Mẹ xem đẹp không, mẹ phải chọn cái bộ búp bê đẹp đẹp đó con. Này mà áo màu tím nè bạn, nè áo màu hồng nè bạn, ở trong áo màu hồng kìa. Hay là lấy bộ ở trên, thấy bên nào đẹp ta. Ôi bên nào đẹp con không biết nữa, trời mua mà con không biết. Con mũi không có thích bê thôi, đi mua đồ chơi thôi. Dễ thương đó, lấy ra đi cho cậu ba xem đi, cái bạn dễ thương lắm cậu ba. Cái bạn đó, cái bạn tự phó đó. Biết được nè, biết hay lắm. Phải con gà không? Con gà hay con gì? Đúng rồi, mua cái bảng con gà này cho bà mua nha. Rồi, bỏ vô đi, bỏ vô đi. Mua thì bỏ vô. Rồi, mua trên hai cái gì? Không biết. Xe đua tàu lửa kìa. Xây nhà, cái túi để gạch để xây nhà. Thôi mình đi thôi, let's go. Đi 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 tiếp thôi. Wow. Đi mua mì tôm đi.